Với lĩnh vực y tế, công đoạn xếp hàng chờ làm thủ tục đăng ký và đóng viện phí được người bệnh đánh giá là một trong những khâu mất nhiều thời gian nhất khi đến khám chữa bệnh. Vậy việc hưởng ứng ngày không dùng tiền mặt sẽ mang lại hiệu quả thế nào trong việc cải cách hành chính, rút ngắn thời gian đăng ký khám chữa bệnh của người dân? Quay ghi nhận của phóng viên HTV tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nếu như trước đây thì việc ra đời của các cây ATM đã giúp cho chúng ta có thể dễ dàng rút tiền mặt để thực hiện các hoạt động giao thương mua bán, thì ngày nay chúng ta cũng không cần phải tìm kiếm cây ATM nào mà chỉ cần một chiếc thẻ nhỏ như thế này cũng có thể dễ dàng thực hiện hoạt động mua bán trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Và từ đó thì việc chăm sóc sức khỏe cũng trở nên dễ dàng hơn. Từ tháng 5 năm 2019, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng ngân hàng hiện đại trong thanh toán viện phí, triển khai hình thức thanh toán trên nền tảng Internet Banking và điểm mới là thanh toán bằng Mobile Banking QR Code. Để thực hiện thanh toán bằng phương thức này, người dùng chỉ cần quét mã QR trên phiếu viện phí bằng ứng dụng của các ngân hàng liên kết với bệnh viện, tổng thời gian thanh toán và phản hồi kết quả chỉ trong khoảng 1 phút. Các hình thức thanh toán đang thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược bao gồm là thanh toán qua bot, thanh toán qua tài khoản, thanh toán bằng thẻ khám chữa bệnh có phương thức tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến và thanh toán bằng Internet Banking, Mobile Banking. Lợi ích của dịch vụ này chỉ cần vài thao tác đơn giản là người dùng thực hiện ngay việc thanh toán viện phí mà không phải ship hàng, giảm thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phải đem theo tiền mặt các loại thẻ ngân hàng và đồng thời giúp bệnh viện là giảm được chi phí nhân lực quản trị có hiệu quả hơn. Y tế là lĩnh vực mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu 100% thanh toán không bằng tiền mặt. Về mặt lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để việc thanh toán này thực chất lan tỏa rộng và trở thành xu thế trong tương lai.